Rồi chào các em nha. Rồi mọi người đủ chỗ chưa? Mọi người đủ chỗ chưa? Nếu mà ai chưa có chỗ thì vô chỗ ngồi. À, bây giờ thì ngừng xe ăn sáng nha các bạn. Đây mấy anh em dừng xe ăn sáng ở đây. Sáng nay thì các bé dừng xe ở đây để ăn sáng nha các bạn. Các bé sáng nay thì mình đi 4 xe, có 2 xe nhỏ với 1 xe 30 chỗ với 1 xe 40 chỗ nha các bạn. Nên là bây giờ xe ngừng cho các bạn ăn sáng nha. Em ăn sáng rồi, em ăn sáng rồi. Em ăn sáng ở nhà rồi. Lâu lắm rồi khỏe anh ơi. À, khỏe. Dạ. Anh thử ăn sáng đi. Dạ. Anh thử ăn sáng. Anh ăn sáng chưa? Anh ăn sáng ở nhà ăn rồi. À dạ, dạ ăn nữa. Rồi. Dạ. Một tô nữa. Ngoài ra.
ngồi đây luôn. Mẹ ơi. À mẹ. Em ơi. Mày đi bên kia mà. Qua ngồi kế bên. Mày đổi chỗ. Đó. Đi chạy ngay rồi nha. Cảm ơn, đứng lên. Mình sẽ review cái phòng khách sạn cho các bạn ha. Vào thì ở bên này nó có cũng có một cái toilet này các bạn. Rồi. Toilet bàn bàn ngồi có vòi xịt. Nước xả. Trần hút nha các bạn. Rồi, kế bên cánh cửa thì cũng có một cái toilet. Thì toilet bên này thì nó rộng hơn nha các bạn. Rồi chỗ rửa mặt. Rửa. Phòng cũng khá tốt nha các bạn. Mình thấy thì cũng tương đối đó. Có một cái TV cũng lớn như 46 inch nha các bạn. Rồi có cây lọc nước nè. Giường thì tất cả nội thất đều trắng hết nha các bạn. Phòng mình thì phòng lớn cho nên là có 3 cái giường. Đó. Chi tiết trong phòng. Đây thì cũng có nước uống này, kệ. Tủ thì đựng đồ. Hai ngăn. Đó. Cửa thì khá cứng cáp nha các bạn. Có chốt khóa trong. Rồi, cảm ơn các bạn nha.